Cuộc đời Thánh Don Bosco. Chương 43. Các cộng tác viên, tức các siêu điềng giữa đời. Trong những năm 1870, kế hoạch của Don Bosco về các cộng tác viên biến thành cụ thể. Giống như các ý tưởng của Don Bosco, điều này không phải thình lình mà đến, tất cả các căn rễ của nó đã có từ lâu rồi. Chính ngài đã viết. Khi mới bắt đầu công cuộc các nguyện xá vào năm 1841, nhiều vị linh mục đạo đức và tận tụy cùng các giáo dân đã đến giúp đỡ. Vun trồng cho vụ mùa thu hoạch đã rộ lên rất phong phú trong các lĩnh vực giới trẻ đang gặp nguy hiểm. Các cộng sự viên hay các cộng tác viên trong mọi cơ hội đều là sự nâng đỡ cho các công cuộc mà Chúa quan phòng phó thác cho chúng ta. Chào biệt cha Boren. Don Bosco nhắc nhở trước hết đến các linh mục. Chúng ta đã gặp các linh mục này trong dòng các biến cố của cuộc sống ngài. Trước hết tại nguyện xá lưu động, rồi tại Van Dockel. Có những sự tương phản đối lại với các ý kiến điên rồ của ngài, rồi thái độ chính trị của ngài. Nhưng tình yêu cụ thể cho giới trẻ làm cho ngài vượt thắng các trở ngại và các rào cản. Pietro Mola, Luigi Nasi, Leonardo, Muriando, Inhagio và Giuse Vola, Jacinto, Capano và cách riêng cha Cafasso. Và cha bé nhỏ John Boren luôn luôn gắn bó với công cuộc của Don Bosco, như là những cộng tác viên trung thành và hy sinh của Don Bosco. Người cha bé nhỏ Boren nhắm mắt trên trái đất này vào ngày 9 tháng 9 năm 1873. Don Bosco khóc bên cạnh ngài vào giờ phút ngài dần tắt lịm sự sống. Don Bosco nói, ngài xem ra như là một vị linh mục nhỏ bé không đáng kể là gì cả. Nhưng ngược lại, người thợ của Thiên Chúa này đã làm tất cả sự thiện to lớn mà dù cho đến 10 linh mục khác cũng không thể nào làm được. Vào lúc qua đời, ngài không để lại thậm chí số tiền cần thiết cho việc an táng của ngài. Nhưng Don Bosco biết rõ đã bao lần ngài đã dốc trọn túi tiền của ngài vào tay Don Bosco, mà không cần biết đó là những đồng xu nhỏ hay những đồng tiền Napoleon bằng vàng. Các giám đốc siêu điêng được Don Bosco gọi về tham dự đám tang ngài, mang quan tài ngài trên vai. Các thầy tư giáo, các thanh thiếu niên, ban kèn đồng của nguyện xá đi theo ngài tới nghĩa trang. Đó là những linh mục, những thầy tư giáo, những thanh thiếu niên mà Don Bosco đã nói về họ với cha Boren vào năm 1844 rằng, nhưng tuy vậy chắc chắn có những người đó, vì chính mắt con trông thấy họ. Những người nam nữ thiện chí. Bên cạnh các linh mục, còn có các giáo dân. Một số thuộc về các gia đình quý tộc, bá tước Case, bá tước Fassati de Montemagno, hầu tước Calori di Vigneau, hầu tước Scarampi di Brunei, vàng. Các giám đốc siêu điêng được Don Bosco gọi về tham dự đám tang ngài, mang quan tài ngài trên vai. Các thầy tư giáo, các thanh thiếu niên, ban kèn đồng của nguyện xá đi theo ngài tới nghĩa trang. Đó là những linh mục, những thầy tư giáo, những thanh thiếu niên mà Don Bosco đã nói về họ với cha Boren vào năm 1844 rằng, nhưng tuy vậy chắc chắn có những người đó, vì chính mắt con trông thấy họ. Những người nam nữ thiện chí. Bên cạnh các linh mục, còn có các giáo dân. Một số thuộc về các gia đình quý tộc, bá tước Case, bá tước Fassati de Montemagno, hầu tước Calori di Vigneau, hầu tước Scarampi di Brunei.
những người khác là những người thợ thuyền hay buôn bán. Don Bosco thường nhắc nhở đến một người buôn bán tạp hóa tên là ông Giuse Gallirardi với tất cả lòng tri ân lớn lao, vì ông đã cống hiến thời giờ và cả tiền bạc dành dụng cho nguyện xá. Sự hợp tác của các giáo dân này mang tính chất khác nhau. Don Bosco xin họ trước hết hãy sẵn sàng để dạy giáo lý vào các ngày Chúa Nhật và các ngày trong tuần trong thời gian mùa chay. Một số còn giúp ngài trong các lớp buổi tối và hộ trực các thanh thiếu niên. Những người khác thì đi tìm việc làm cho các bạn trẻ cách riêng cho những em ra khỏi nhà tù. Không chỉ có các cánh đàn ông thôi. Chúng ta đã nhắc nhở đến những bà mẹ làm việc tại nguyện xá, mẹ Margarita, mẹ của John Rua, mẹ của Michel Magon, em của mẹ Margarita, mẹ của linh mục kinh sĩ Gastandi. Người mẹ kể chót này đích thân lo việc giặt giũ quần áo của các trẻ em và phân phát cho chúng vào thứ bảy. Đó là điều rất cần thiết. Như Don Bosco nói, trong số các trẻ nghèo khổ, có những em không bao giờ thay đổi những bộ quần áo bẩn thỉu các em đang mặc, và chúng thật bẩn thỉu đến độ không ông chủ nào muốn tiếp nhận chúng trong xưởng thợ của họ. Trong các ngày Chúa Nhật, bà Gastandi tập họp các trẻ em lại, và như là một vị tướng trong một đạo quân, bà đi duyệt lại cách tỉ mỉ quần áo và sự sạch sẽ của mỗi đứa, kể cả giường chiếu mà thường đã trở thành những tổ giận nhỏ và bốc mùi hôi. Nhiều người không tham gia trực tiếp vào công việc này, nhưng là bằng tiền nong. Một vị linh mục cho các trẻ con nghèo nhất tất cả số tiền mà ngài nhận được từ những người họ hàng giàu có. Một chủ nhà băng đều đặn cung cấp tiền hàng tháng. Như thể chính ông là một em đã được Don Bosco cứu về nguyện xá. Một người thợ đều đặn đem đến tiền ông ta đã dành dụm được. Các người siêu điên ngoại trú, một ý tưởng bị gạt bỏ. Don Bosco càng ngày càng tin rằng cần thiết phải tập hợp lại các cộng sự viên của ngài thành một hiệp hội. Ngài thực hiện một thí nghiệm vào năm 1850, khi quy tụ 7 người ngài tín nhiệm gồm toàn các người giáo dân công giáo, nhưng không thành công. Năm 1864, ngài có một thí nghiệm mới. Trong khi trình diện hiến luật của ngài tại Roma, ngài đưa vào một chương khiến cho nhiều đức ông và đức cha nhíu mày. Trong chương đó ngài nói đến các siêu điên ngoại trú. Bất cứ ai, dù cho là họ sống tại gia đình, đều có thể trở thành các người siêu điên. Không phải tuyên các lời khấn ròng, nhưng chỉ cần cộng tác vào công việc của các siêu điên để phục vụ cho thanh thiếu niên nghèo khổ. Ở khoản 5, ngài đã tiên liệu thẳng thắn rằng tất cả các siêu điên ra khỏi tu hội vì lý do chính đáng sẽ trở thành hội viên ngoại trú của tu hội. Chương này bị gạt bỏ khi Roma duyệt xét. Với một sự bướng bỉnh của người xứ Piemonte, Don Bosco tái trình bày lại khoản luật này. Trước hết có sự mô phỏng, rồi sau đó đặt nó vào phần phụ lục nhưng vô phương. Để được sự chấp thuận cho luật dòng sẽ được phê chuẩn vào năm 1874, ngài buộc phải cam chịu rút nó lại. Kế hoạch các siêu điên ngoại trú đã bị đẩy lùi. Don Bosco lập tức làm việc để thực hiện một cái gì tương tự như vậy. Năm 1874, ngài phác họa những đường nét lớn của Hiệp hội Thánh Francisco Sales. Các giám đốc mà ngài tham khảo biểu lộ rất ít sự phấn khích. Hiệp hội này có khác chi các hiệp hội đạo đức khác. Don Bosco lắc đầu. Các con chưa hiểu được, nhưng các con sẽ thấy hiệp hội này sẽ là sự nâng đỡ cho tu hội chúng ta.
các con hãy bắt đầu suy nghĩ về nó đi. Don Bosco trao 3 mục tiêu chính cho hiệp hội này. 1. Thứ nhất là làm sự tốt lành cho chính bản thân mình. Trong khi thực hành đức bác ái đối với đồng loại, cách riêng đối với các trẻ em nghèo và bị bỏ rơi. 2. Thứ hai, tham gia vào các công cuộc đạo đức và tôn giáo mà các siêu điên theo đuổi. 3. Tiếp nhận các trẻ em nghèo, dạy dỗ chúng trong nhà riêng của mình, bảo vệ chúng chống lại các mối hiểm nguy. Các cộng tác viên siêu điên. Trong năm 1876, Ngài tìm được công thức vĩnh viễn. Ngài gọi đó là Hiệp hội Đạo đức các cộng sự viên của Ngài, tức là các cộng tác viên siêu điên. Ngài viết và in ấn ngay lập tức luật cho họ và gửi tới Đức Thánh Cha để được chấp thuận. Ngài trở về với một chiếu thư của Đức Pio IX viết ngày 9 tháng 5 năm 1876. Các mục tiêu vẫn đồng nhất với danh sách các mục tiêu đã nêu lên 2 năm trước, làm sự thiện cho chính mình qua đời sống Kitô hữu dấn thân, giúp đỡ các siêu điên trong các công cuộc của họ, giải cứu những mối nguy hiểm đang đe dọa thanh thiếu niên. Những phương tiện đều y như các phương tiện của người siêu điên, việc dạy giáo lý, các cuộc thảo luận thiêng liêng, mối quan tâm đến các ơn gọi linh mục, việc phổ biến sách báo tốt, kinh nguyện và của bố thí tự lập lờ nghĩa đôi. Có một số người siêu điên giảm thiểu trên thực tế hoạt động của các cộng tác viên thành sự đóng góp tài chính cho các công cuộc của các siêu điên. Don Bosco đã phản đối một cách quyết liệt chống lại sự đánh giá thấp về người cộng tác viên này. Ngài nói tại Toulon vào năm 1882 rằng cần phải hiểu mục đích của hiệp hội cộng tác viên này. Các cộng tác viên không chỉ thuần túy có nhiệm vụ thu thập các quà dâng cho các công cuộc của chúng ta, mà còn phải nỗ lực dùng mọi phương tiện để cộng tác vào phần rỗi của các anh chị em mình, cách riêng của giới trẻ. Trong các cuộc hành trình của Ngài tại Ý và ra ngoại quốc, Don Bosco cam chịu rất nhiều sự gian khổ để làm tăng hiệu lực của các cộng tác viên của Ngài. Cha Ớt viết, Genova và xứ Liguria cung cấp cho Ngài nhiều lực lượng cộng tác viên. Tại nước Pháp, Nice trở thành một trung tâm quan trọng có tính chất đa sắc tộc của thành phố. Tại Marseille, các cộng tác viên rất sốt sắng khiến Don Bosco cảm thấy ở giữa họ một bầu khí như gia đình. Tại Tây Ban Nha, có một trong những dung mạo cộng tác viên độc đáo là bà Dorothy Zechopiti. Bà đã trở thành người mẹ của các công cuộc siêu điên và án vụ phong chân phước cho bà đã được khởi sự. Tờ tập San siêu điên cũng đã vươn tới các vùng Soto in Monte. Don Bosco đã muốn trao cho các cộng tác viên siêu điên một dụng cụ được dùng để giúp giữ gìn họ hiệp nhất với nhau và với trung tâm của các công cuộc siêu điên. Đó là tập San siêu điên, một tờ báo ra hàng tháng. Số đầu tiên xuất hiện vào tháng 8 năm 1877. Don Bosco quý chuộng tờ tập San này cách riêng đến độ Ngài đích thân chuẩn bị các số xuất bản đầu tiên. Khi Ngài không thể tiếp tục kham nổi công việc này nữa, Ngài đã rút ra một vị giám đốc trong số các giám đốc của Ngài để ủy thác cho vị ấy tờ tạp San này, đó là Don Joan Bonetti, người cũng nằm trong ban thượng cố vấn. Khi người ta hỏi Don Bosco là gửi tờ báo siêu điên này tới những ai, Don Bosco trả lời, gửi cho những ai muốn nó và cả những người không muốn nó. Trong tập San siêu điên có công bố cả các lá thư đầu tiên của các nhà truyền giáo siêu điên, được cả giới trẻ lẫn người lớn đọc một cách say mê.
Trong tập san này, lịch sử nguyện xá của Don Bosco viết lần đầu tiên được xuất bản nhiều đợt và rất được chờ đợi, kích thích tính hiếu kỳ lạ lùng của giới độc giả. Người ta cũng đọc thường xuyên về những công cuộc siêu điêng trên khắp thế giới, những ơn lạ lùng nhất của Đức Maria phù hộ. Tập san hiện đại ra hàng tháng này thâm nhập vào mọi nơi, chiếm được lòng của nhiều bạn hữu về với Don Bosco và các công cuộc của ngài. Đức Thánh Cha Gioan 23, sinh tại xứ Soto in Monte, nhắc nhở lại như sau: những năm đầu đời của cha đã được làm cho rạng rỡ, vui tươi và che chở bởi hình ảnh thân ái của Đức Mẹ phù hộ. Ồ! Một bức hình mẹ rất đơn sơ lấy từ trang bìa của tập san siêu điêng mà bác của cha là Javerio đã nhận được và đọc cho bọn cha. San siêu điêng mà bác của cha là Javerio đã nhận được và đọc cho bọn cha cũng như đã đọc cho mọi người nghe với một nhiệt tình say sưa. Bức hình Đức Mẹ được đặt ngay ở đầu giường cha. Biết bao nhiêu kinh nguyện đầy tín thác được dâng lên trước bức ảnh này. Và Đức Maria phù hộ đã luôn trợ giúp cha. Năm 1888, trong khi nói chuyện với cha Lim Ó Oai, Don Bosco tỏ lộ cho ngài một ý tưởng dần dà thành hình và trở thành càng ngày càng rõ ràng cho ngài. Đó là mục đích của các cộng tác viên không phải là giúp đỡ các siêu điêng, nhưng là để phục vụ hội thánh, các đức giám mục, các cha xứ, dưới sự hướng dẫn của các siêu điêng. Cha Moran Ra viết, khi Don Bosco chết vào năm 1888, thì một chuyện trở nên hiển nhiên, lực lượng tông đồ của tu hội siêu điêng nhỏ bé đã được nhân lên gấp 10 nhờ sự trợ giúp huynh đệ của các cộng tác viên. Rất nhiều người trong số họ đã xứng đáng được coi trên thực tế, nếu không phải là trên pháp lý, như những người siêu điêng đích thực trong thế giới. Chương 44. Francisco Eusebio Filippo Michel và nhiều bạn hữu khác. Năm 1870, Don Bosco chọn 50 tuổi. Cuộc sống của ngài nóng nảy và sinh động như một dòng thác đổ từ núi trong những thập niên đầu tiên, nay mở rộng ra tựa dòng sông lộng lẫy. 18 năm của cuộc sống ngài được ghi lại tỉ mỉ trong 100 kg các tài liệu và chứng từ, rồi được thu gọn lại trong 9 cuốn hồi sử về một cuộc sống, mà 2 trong số đó vượt quá 1.000 trang. Hiển nhiên là mỗi một cuốn tiểu sử về Don Bosco luôn phải áp dụng cho nó hạn từ cắt gọn lại. Các sự kiện, các cuộc gặp gỡ, các bài nói chuyện cho các trẻ em, các giấc mơ đầy cảm kích và rất đầy tình người. Chúng ta rất tiếc là phải để qua một bên hàng chục và hàng chục chuyện trong số chúng. Và mặc dù vậy, con số các trang chúng ta hiện tham khảo được như đã được thiết định, chúng ta vẫn còn buộc phải chấp nhận cắt bớt đi một cách cương quyết. Tuy nhiên trong chương này, chúng ta lấy lại một chút các sự kiện đã bị bỏ đi. Chúng tôi xin kể ra theo vòng xoay tự do một số những sự việc, những cuộc gặp gỡ đầy sức đánh động của những năm này, trong khi xin lỗi nếu chúng tôi không thể liên kết chúng thành một chuỗi hoàn toàn logic. Đằng khác, cuộc sống không luôn luôn sử dụng đến logic như là hành trình chính của nó. Tôi đã ăn cắp 2 ổ bánh mì tròn. Vào tháng 8 năm 1872, tiếng chuông đổ và một nhóm đông kinh khủng các trẻ con chạy như bay khỏi các lớp học và các xưởng thợ trong khi la to lên. Bánh mì! Bánh mì! Hai người làm bánh mì đã để ở cuối sân 4 chiếc thúng lớn đan bằng cây liễu dày ắp những bánh mì mới tinh và mùi thơm ngon. Người ta la to: mỗi người một cái, không được lấy thêm. Francisco Picacolo, một đứa trẻ 11 tuổi,
mới đến đây từ xứ Pecaseto Torinis. Nhìn đám trẻ xếp hàng dài này và đợi đến lượt mình. Nó đã ăn cháo vào ban trưa, nhưng sau nhiều giờ, tính thèm ăn lại nổi dậy. Nó nghĩ rằng một ổ bánh mì thì chẳng đủ cho cơn đói của nó. Cần tăng gấp đôi phần ăn. Nguyện xá thì nghèo, và bánh phải giới hạn theo khẩu phần năm đó, năm 1872. Trong khi nó suy nghĩ tất cả chuyện đó, nó quan sát thấy rằng một số các bạn nó, sau khi đã nốc xong một cái bánh, lại yên ổn xếp lại vào hàng để lấy thêm chiếc bánh thứ hai, rồi thứ ba mà không có ai nhận thấy. Thế là tôi như lời Francisco kể lại sau này cũng để cho mình bị chiến thắng bởi tính thèm ăn. Tôi ăn cắp hai ổ bánh rồi trốn ra sau dãy hành lang để ăn hao háo. Thế rồi cơn hối hận xâm chiếm lấy tôi. Tôi đã ăn cắp. Nhưng làm sao ngày mai tôi dám rước lễ đây? Tôi phải đi xưng tội. Nhưng cha giải tội tôi là Don Bosco. Và tôi sẽ làm ngài đau lòng biết mấy khi hay biết rằng tôi đã ăn cắp. Làm thế nào đây? Không phải vì xấu hổ, nhưng là vì không muốn làm Don Bosco đau lòng. Tôi trốn ra khỏi cửa nhà thờ và chạy thẳng tới đền thờ Đức Mẹ An Ủi không cách xa đó mấy. Tôi vào trong nhà thờ tương đối tối. Tôi chọn tòa giải tội kín ẩn hơn cả và tôi bắt đầu xưng tội. Con xưng tội ở đây bởi vì con xấu hổ không dám xưng tội với Don Bosco. Tôi không buộc phải nói lên điều này, nhưng tôi quá quen với sự thành thật khiến tôi thấy nói lên điều đó là quan trọng. Một giọng nói trả lời tôi. Nói đi con. Don Bosco sẽ không bao giờ biết gì cả đâu. Đó chính là giọng Don Bosco. Khốn rồi. Tôi toát mồ hôi trán. Nếu Don Bosco ở nguyện xá, sao cha lại có thể ở đây? Phải chăng đó là phép lạ ư? Không. Không phải phép lạ. Don Bosco đã được mời tới giải tội ở nhà thờ Đức Mẹ An Ủi để giải tội như thường lệ. Và tôi rơi đúng vào tòa giải tội của Don Bosco. Nói đi, con người nhỏ tốt lành của tôi. Chuyện gì đã xảy ra với con? Tôi run lên như một chiếc lá. Con đã ăn cắp hai ổ bánh mì. Và hai bánh mì đó làm con đau ốm ư? Không. Vậy nó làm con bối rối ư? Con đói chứ? Vâng. Đói bánh và khát nước. Đó là cơn đói và cơn khát tốt lành. Khi con cần sự gì, con cứ xin Don Bosco. Ngài sẽ cho con tất cả bánh mà con muốn. Nhưng con nhớ nhé, Don Bosco ao ước con có lòng tin nơi cha, hơn là muốn con hoàn toàn vô tội. Nếu con tin nơi cha, cha có thể giúp con. Nhưng với cái vẻ bề ngoài vô tội của con sẽ liều trượt và té, và chẳng có ai đưa tay ra cho con. Sự giàu có của Don Bosco chính là sự tin tưởng của các trẻ con của ngài. Con đừng quên điều đó, Francisco ạ. Năm sau tôi lên lớp 8 và một ngày trong bữa ăn, người ta nói cho tôi hay là mẹ tôi đợi tôi ở phòng khách. Tôi ra gặp mẹ và thấy mẹ khóc. Mẹ ơi! Sao thế? Không có gì cả. Francisco nhỏ bé của mẹ. Nhưng con biết đấy, chúng ta nghèo và cha quản lý nói nếu chúng ta còn tiếp tục không trả được tiền nội trú, thì ngài buộc phải cho con về nhà.
Mẹ tôi đã khóc trước lời đe dọa này và tôi cũng khóc chia tay mẹ. Vì tôi phải vào lớp. Nhưng vào giữa giờ chơi sau trưa, tôi lại thấy mẹ đợi tôi tại cổng. Và lần này mẹ sung sướng mỉm cười. Mẹ nói với tôi: Francisco ạ, con thấy mẹ bây giờ không còn khóc nữa. Mẹ đã đi gặp Don Bosco và cha nói với mẹ, bà tốt lành. Hãy nói với con bà rằng nếu cha quản lý cho nó đi khỏi cửa nhà trường, thì bảo nó đi lối nhà thờ và đến gặp tôi. Don Bosco sẽ không bao giờ đuổi nó. Rồi mẹ tôi ôm tôi và về nhà. Tối hôm đó cha quản lý đã cho gọi tôi và tôi sợ hãi, nên đã đi gặp Don Bosco trước đã. Tôi gõ cửa phòng ngài. Ai đó? Con đây. Piccolo Francisco. Con vào đi. Sau đấy, Francisco. Rồi cha lấy một tờ giấy ra. Mẹ con nợ tiền nội trú mấy tháng. Tôi nói số tháng cho cha và Don Bosco tế nhị viết cho tôi một biên nhận cho cả năm và ký tên. Không ai nhận thấy được lòng quảng đại của cha. Ngay cả cha quản lý là người tôi đem đến biên nhận này. Tôi thật kinh ngạc nhất là trước thái độ tế nhị mà cha đã giúp tôi bằng cử chỉ thân ái này của cha. 3 năm trôi qua, tôi đã lên lớp 12. Một hôm chúng tôi là những học sinh lớn nhất bao bọc lấy Don Bosco và đi lại cùng ngài dọc hành lang có cột và mái vòm. Tôi muốn một mình nói chuyện với ngài, nhưng tôi không dám xin ngài. Như mọi lần, ngài đã nhận ra ngay được ý tôi, liền kéo tôi riêng ra rồi nói với tôi: Cha nghĩ con có điều gì muốn nói với cha. Cha đã đoán ra, nhưng con không muốn chúng bạn con nghe được. Tôi rồi thì thầm vào tai ngài: Con muốn làm một quà tặng cho cha. Con nghĩ cha sẽ hài lòng. Con muốn cho cha món quà gì? Cha hãy nhận con vào số các siêu điêng của cha. Don Bosco mỉm cười. Con muốn cha sẽ làm gì với típ người ngô ngộ như con? Thế rồi thình lình cha trở nên nghiêm nghị và nói với tôi: Cảm ơn, Francisco ạ. Con không có thể cho cha một món quà dễ thương hơn thế. Cha nhận con không phải cho cha, mà để hiến dâng con và tận hiến con hoàn toàn cho Chúa và cho mẹ Maria phù hộ. Francisco Piccolo đã trở thành siêu điêng và linh mục, làm việc hơn 30 năm tại Sicilia trong vai trò giáo viên, giám đốc, rồi trách nhiệm các công cuộc siêu điêng tại tỉnh dòng Sicilia. Ngài sống cho tới năm 1930. Eusebio Calvisi Palestro. Cũng trong năm 1872 đó, một học sinh ngoan khác tên là Eusebio Calvisi Palestro rất lo lắng vì cha mẹ cậu không thể trả tiền ăn học nội trú. Don Bosco thấy cậu buồn nên mới hỏi: Con sao thế, Eusebio? À, thưa Don Bosco, cha mẹ con không có thể trả tiền ăn học nội trú cho con nữa và con buộc phải thôi học. Nhưng con có là bạn của Don Bosco không? Ồ, có. Vậy thì chúng ta dàn xếp chuyện này dễ dàng thôi. Con hãy viết cho cha con rằng ông đừng lo gì về quá khứ. Còn trong tương lai, thì ông cứ trả theo sức của ông.
Cha con muốn biết con số chính xác. Cha con muốn đem tất cả những gì ông có thể được để lo trả. Cho tới hôm nay, thì tiền ăn học hàng tháng là bao nhiêu? 12 like ở mỗi tháng. Con hãy viết cho cha con là chúng ta ấn định là 5 like nhé. Và ông cứ cố gắng trả theo mức ông có thể. Con hãy đến bàn văn phòng để cha làm cho con một biên nhận cho cha quản lý. Eusebio Calvi cũng trở thành siêu điêng và linh mục. Làm việc tại Calabria và tại Sicily và sống cho đến năm 1923. Có rất nhiều, tính tới nhiều ngàn trẻ em, theo như cha Adamay viết, đã nhận được những dấu bày tỏ tình thương như thế của Don Bosco. Don Bosco không mấy hạnh phúc vì sự từ chối. Khi Don Bosco tới Lu vào dịp các cuộc dã ngoại vào mùa thu, trong sân nhà Rinaldi, ngài trìu mến vuốt ve em bé Filippo lên 5 tuổi. Khi em bé lên 9 tuổi, tên của Don Bosco lại sôi động lại trong cuộc sống của nó. Tại xứ Mirabello, trong tầm bắn súng tính từ xứ Lu, Don Bosco đã mở một tiểu chủng viện. Đứa bé có vóc dáng lớn, lại rất dịu hiền, vai đeo gói đồ, ôm hôn từ biệt mẹ. Rồi lên xe của bố để tới trường mới. Nó có trái tim hơi xe lại, giống như tất cả các đứa trẻ lần đầu tiên bỏ nhà lên ở trường nội trú. Nhưng nó nghiêm trang và suy nghĩ kỹ càng. Nó hiểu hy sinh này có thể mở cho cuộc sống nó những chân trời mới thay vì những cánh đồng ruộng và nương nhờ của cha nó. Cậu có giáo viên dạy lớp là thầy Paulino Albera. Cậu viết, đối với tôi, thầy Albera là một thiên thần bản mạnh. Chính thầy có nhiệm vụ canh giữ tôi, và thầy đối xử với tôi theo đức ái dịu dàng khiến tôi ngạc nhiên mỗi khi nghĩ lại. Nhưng tiếc là không chỉ có một mình thầy Albera. Có một thầy hộ trực khác có những cách thức thô lỗ khiến các bạn trẻ cảm thấy bị xúc phạm. Don Bosco hai lần từ Torino đến thăm tiểu chủng viện, và ngài nói chuyện lâu với Filippo. Họ đã trở nên đôi bạn. Tuy vậy, vào mùa xuân, xảy ra một chuyện buồn. Filippo cảm thấy mệt nhọc do việc học gây cấn trong mùa đông. Trong một ngày cậu quá sức căng thẳng, thầy hộ trực đụng độ với cậu một cách đặc biệt, với những lối xử sự thô lỗ. Filippo không mất sự điềm tĩnh. Cậu đi thẳng tới cha giám đốc, nói với ngài rằng cậu muốn về nhà. Xem ra đó chỉ là một cách tức tối nhất thời, nhưng không phải như vậy. Filippo đã quyết định như vậy, và không ai có thể làm cậu thay đổi quyết định. Filippo đã nhận được một số thư từ Don Bosco trong những năm kế tiếp. Trong mỗi lá thư, Don Bosco đều khuyên cậu nghĩ lại. Để quay về trường, những nhà của Don Bosco sẽ luôn luôn mở rộng cho con. Rất ít khi Don Bosco lại nhấn mạnh nhiều như thế với một em bé. Xem có vẻ như ngài thấy một cái gì nơi tương lai của đứa bé. Nhưng đứa bé tuy vẫn là bạn thân của Don Bosco, lại không cảm nhận được điều Don Bosco cảm nghĩ. Năm 1874, Filippo được 18 tuổi và Don Bosco tới gặp cậu tại xứ Lu. Chính lúc ấy có một người đàn bà nghèo khổ đến. Bà ta chống nạng bước đi và có một cánh tay đau yếu. Bà ta đến xin Don Bosco chữa lành mình.
vị thánh đã ban cho bà phép lành Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu và bà ta, trước ánh mắt nhìn của Filippo, đã ném nặng xuống mà bước đi được để trở về nhà hoàn toàn khỏi bệnh. Cậu thanh niên trẻ này rất cảm động, nhưng cậu đã trả lời không cho lần không biết thứ bao nhiêu Don Bosco mời gọi theo ngài tới Torino. Tiếng thứ không đó đã đè nặng lên cậu trong suốt cả cuộc đời. Chớ gì Chúa và Đức Mẹ làm cho tôi sẽ không bao giờ lạm dụng ơn huệ của Chúa sau khi đã bao lần từ chối ân sủng của các ngài trong quá khứ. Đó là lời cậu nói với tất cả lòng khiêm nhường. Tiếng không này mà cậu đã đáp lại cho Don Bosco sẽ trở thành tiếng thưa không đầu tiên. Nói không cho mẹ cậu lên tiếng của trách cậu nối kết những mối tình bạn nguy hiểm. Thưa không cho cha xứ mời gọi cậu đi tới nhà thờ thường xuyên hơn. Có cả một cơn khủng hoảng tôn giáo mà cậu sẽ vượt thắng nhờ lời cầu nguyện của mẹ cậu. Khi Don Bosco quyết bước vào một cuộc chiến. Năm 1878, Filippo Rinaldi tròn 20 tuổi. Cha mẹ của một cô gái tốt lành đến xin ba Cristoforo của Filippo đồng ý đám cưới giữa Filippo với con gái của ông ta. Nhưng từ Torino cũng có Don Bosco đến, quyết thực hiện một cuộc chiến để mang Filippo về với ngài. Có một cuộc nói chuyện lâu dài và quyết định. Với một sự ngoan cường của người nông dân, Filippo đưa ra tất cả một chuỗi những khó khăn của cậu. Nhưng Don Bosco cũng là một nông dân như cậu, và ngài tranh luận từng điểm một với cậu một cách bình tĩnh. Ngài đã khám phá ra nơi chàng trai này tấm vải làm nên một người siêu điêng vĩ đại, và ngài không muốn chàng ta trốn thoát. Filippo viết lại, ngài đã chiếm lấy tôi dần dà. Dần dà. Cha mẹ tôi để cho tôi tự do. Và sự chọn lựa của tôi hướng về phía Don Bosco. Tháng 11 năm 1877, Filippo Rinaldi tới Sampierdarena, nơi Don Bosco đã mở một nhà cho các ơn gọi muộn. Với 21 tuổi, chàng nông dân xứ Lu tái mở cuốn văn phạm Ý và văn phạm Latin ra. Những thời ban đầu thật là cam go. Trên vở làm bài đầu tiên, bên cạnh cả một rừng chữ thập đỏ, xanh, còn có cả số điểm thấp nhục nhã. Tuy nhiên với sự ngoan cường qua đó trong bao nhiêu năm cậu đã cưỡng lại tiếng gọi của Don Bosco, ngày nay qua ngày khác Filippo gò bước trên con đường gay cấn của học hành. Cha giám đốc của nhà Sampierdarena lại chính là thầy Paolo Albera mà Filippo say mê tại Mirabello. Trong những thời điểm trắc trở cậu tìm được niềm an ủi nơi ngài. Một ngày kia cậu nói với ngài là cậu sợ mình sẽ một lần trong những lần trốn của mình. Thì ngài trả lời rằng ngài sẽ tới để đem cậu trở lại. Ngày 13 tháng 8 năm 1880, Filippo quỳ gối dưới chân Don Bosco, tuyên các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Cậu đã trở thành người siêu điêng. Cậu được 24 tuổi. Trong mùa thu, cậu bắt đầu bước trèo cao tới chức linh mục. Cậu tiếp nhận các chức nhỏ, rồi chức phụ phó tế, chức phó tế. Có một đặc điểm đầy sức thu hút sự hiếu kỳ, Filippo tiến lên phía trước không phải bởi cậu muốn, mà là bởi Don Bosco đã ra lệnh cho cậu phải làm. Cậu kể lại rằng, Don Bosco nói với tôi, trong ngày đó con sẽ thi cử, con sẽ nhận chức này. Tôi vâng lời từ lần này sang lần khác. Không bao giờ Don Bosco lại cư xử với một ai khác như đã cư xử với Filippo, với họ. Còn với Rinaldi thì Don Bosco ra lệnh. Don Bosco chắc chắn đã đọc được rõ ràng tương lai của chàng trai trẻ này.
vào vọng Giáng sinh 1882, Don Filippo Rinaldi cử hành thánh lễ đầu tiên, có Don Bosco hiện diện, rồi ôm hôn tân linh mục. Don Bosco hỏi: "Giờ đây con bằng lòng chứ?" Câu trả lời khiến cho người ta phải buông thõng tay xuống. Nếu cha giữ con lại với cha, thì có. Nếu không, con cũng chẳng biết mình sẽ làm gì. Nhưng ít ngày sau, John Costa Magna trở về Torino từ vùng truyền giáo Nam Mỹ và Don Filippo lần đầu tiên cảm thấy vô cùng phấn khích, đã xin Don Bosco để đi truyền giáo. Nhưng lần này, chính là tới lần Don Bosco nói không với Rinaldi. Con sẽ ở lại đây. Tới các khu truyền giáo, thì con sẽ sai những người khác. Đấng kế vị thứ nhất của Don Bosco để đứng đầu tu hội chính là Don Rua. Vị thứ hai chính là Don Albera. Người thứ ba chính là Don Filippo Rinaldi. Cha già Francesca nói về ngài, ngài chỉ còn thiếu có giọng nói của Don Bosco thôi. Tất cả điều còn lại thì Rinaldi giống hệt Don Bosco. Vị kinh sĩ ngưng công việc để nghỉ ngơi. Năm 1872, Don Bosco thực hiện một chuyến viếng thăm ngắn ngủi ở Genova. Cha Amadei kể lại: "Giữa những người khác, Don Bosco đã đến thăm kinh sĩ Ampugnani đang sống tại Marassi và là người đã giúp ngài mua trường trung học Alassio." Don Bosco hỏi vị kinh sĩ: "Vậy bây giờ cha làm gì?" "Con hở, không làm gì cả, chỉ nghỉ ngơi thôi." "Sao? Sao cha lại nghỉ ngơi? Cha đang khỏe, lại còn trẻ nữa. Con đã làm việc rất nhiều bên Mỹ, và bây giờ con nghỉ ngơi." Don Bosco trở nên rất nghiêm nghị. "Vậy cha không hay là sự nghỉ ngơi của một linh mục là ở thiên đàng chăng? Còn chúng ta phải chịu trả lẽ rất ngặt trước Thiên Chúa về quãng thời gian đã mất chăng?" Vị kinh sĩ bị đánh động bởi những lời như thế, mà không biết chạy tới ai để giúp ngài thoát khỏi điều này. Một ngày sau đó, ngài trở về nhà Siêu Điêng và nói với vị giám đốc của nhà đó để cho ngài đánh đàn, dạy âm nhạc, giảng thuyết. Ngài thốt lên rằng: "Don Bosco đã nói với con những lời thật kinh khủng." Don Bosco còn gặp cả bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco Paolo, một con người hết sức uyên bác, hiện đang làm cha xứ. Ngài chào vị linh mục cách cung kính. Sau đó Don Bosco mới nói: "Chắc là cha rất bận rộn." Sau đó Don Bosco mới nói: "Chắc là cha rất bận rộn với các công việc của dòng cha. Thật sự ra có rất ít việc. Chúng tôi rất ít người. Cha biết không? Cha có bao nhiêu tập sinh?" "Chẳng có tập sinh nào cả." "Còn các học viên thì sao?" "Chẳng có ai." "Sao vậy?" Nét mặt Don Bosco trở nên nghiêm trọng, lời lẽ ngài run lên. "Vậy cha không làm gì cả để ngăn chặn cho một dòng tu đã có bao công lao lớn với hội thánh khỏi chết đi, vì nó đã không còn đạt tới mục tiêu mà đấng sáng lập ra nó đã đặt ra, và ngài vẫn còn có biết bao nhiêu lời tiên tri rất vinh quang đang cần phải được thể hiện chăng?" "Nhưng chúng con không có các ơn gọi." "Nhưng nếu cha không tìm ra ơn gọi tại nước Ý,
cha hãy đi sang nước Pháp hay nước Tây Ban Nha, hãy sang châu Mỹ, châu Đại Dương. Cha có một trách nhiệm vô cùng quan trọng, một sự tính sổ nghiêm chỉnh mà cha còn phải làm trước mặt Thiên Chúa. Biết bao nhiêu lao nhọc, đau đớn Thánh Francisco Paolo đã phải chịu đựng khi thiết lập tu hội của Ngài. Còn cha, cha lại chấp nhận để mất đi biết bao nhiêu kinh nguyện, biết bao nhiêu lao nhọc, biết bao nhiêu hy vọng đó sao? Vị linh mục tổng quyền tốt lành cảm thấy như mình bị dồn đến chỗ không. Ngài hứa sẽ làm hết sức để tìm những ơn gọi mới. Những người thợ xây trẻ của nguyện xá Chúa Nhật. Ai nhìn vào cuộc sống của Don Bosco trong thời kỳ này đều có thể có ấn tượng là nguyện xá Chúa Nhật mà Ngài đã từng sống trong những năm vinh quang của Ngài. Giờ đây đã mất hút trong đảng chân trời. Nhưng thật sự không phải vậy. Dĩ nhiên Don Bosco đã bận rộn tới 90% bởi nhà to lớn của các học sinh cũng như của các anh em học nghề chứa đến 800 thanh thiếu niên và bởi các công cuộc siêu điên khác đang nhân rộng thêm. Nhưng Ngài không quên nguyện xá của Ngài. Những chứng từ không phải nhiều lắm, nhưng cũng đủ để nêu cao lãnh vực nguyện xá này. Enrico Angelo Bena kể lại rằng, tôi đến nguyện xá vào dịp mùa chay năm 1871. Tôi đến từ vùng Magnano Biels và tôi phải vất vả làm nghề thợ xây. Vào ngày thứ nhất của tuần thánh, theo như cha xứ của tôi đã căn dặn cho tôi và cho các bạn khác, tôi tới nguyện xá của Don Bosco. Tôi rất thích. Mỗi năm, khi trở lại Torino từ tháng 3 đến tháng 11, tôi tiếp tục lui tới nguyện xá, bởi vì tôi không ghi danh vào quân đội. Lối vào nguyện xá trong những năm đó ở phía bên trái đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ. Lối vào là một cổng thô làm bằng những tấm ván. Có 3 hay 4 linh mục tại nguyện xá. Don Bosco thường đến vào ban sáng để cử hành thánh lễ và vào ban chiều để dạy giáo lý. Năm thứ hai tôi đến Torino để dạy giáo lý. Năm thứ hai tôi đến Torino, tôi được chịu lễ lần đầu tại nguyện xá. Tất cả mọi người đều được mặc áo sạch sẽ. Ai không nhận được áo từ gia đình của mình, thì nhận áo từ Don Bosco. Chính Ngài cử hành thánh lễ trong nhà thờ Thánh Francisco Sale và trao mình thánh cho chúng tôi. Sau đó khi ra khỏi nhà thờ, bàn ăn được dành cho chúng tôi có bánh, phô mai, rồi Don Bosco đi qua trao cho chúng tôi một chút rượu mà Ngài rót vào các ly của mỗi người chúng tôi. Ngài cũng phân phát bánh gato nữa. Khi một bạn trẻ có áo quần giày rách thì Don Bosco phân phát cho họ quần áo và giày dép tuy có vá lại, nhưng rất chắc. Điều tôi thích thú là các cuộc chơi kỵ sĩ tấn công nhau, hay cuộc chơi thi đua chạy lướt và những món quà chúng tôi nhận được. Ban kèn đồng chơi những điệu rất thích thú. Trong năm 1871, cậu thợ trẻ của vùng Villa Miraglio tên là Francisco Alemano cùng với cả gia đình đến Torino và cậu ta bắt đầu lui tới nguyện xá Chúa Nhật. Ngày đầu tiên cậu ta đến đó thì gặp Don Bosco. Sau khi đọc giờ kinh phụng vụ thì có tổ chức một cuộc xổ số nho nhỏ và Alemano thắng được một món quà là chiếc canavat. Don Bosco quàng canavat vào cổ cậu ta và hỏi: con tên là gì? Francesco Alemano. Con đã đến nguyện xá được lâu chưa? Đây là lần đầu tiên. Con có biết Don Bosco không?
cậu ta tỏ vẻ bối rối, rồi ngước đôi mắt nhút nhát lên. Cậu ta nói, Don Bosco là cha đó. Con sẽ biết rõ Don Bosco hơn nếu con để cho ngài làm ích cho linh hồn con. Thưa cha, đó chính là điều con tìm kiếm. Một người bạn chăm lo cho linh hồn con. Thật là kỳ diệu. Chiều hôm nay, con đã thắng xổ số được một chiếc canavat và cha. Với chiếc canavat này, cha sẽ cột chặt con vào nguyện xá mà con không thể xa nó được nữa. Francisco đã trở nên một người bạn thực thụ của Don Bosco. Từ nguyện xá, cậu chuyển sang tu hội siêu điềng. Các người thợ trẻ, việc phân phát những quần áo cho các trẻ nghèo khổ hơn cả. Các câu chuyện trao đổi giữa cha và con với các bạn trẻ, đó luôn luôn là nguyện xá của Don Bosco vẫn còn tiếp tục sống và phát triển mạnh mẽ dưới bóng đền thờ Đức Mẹ phù hộ. Don Bosco trao nguyện xá cho cha Barbaris hướng dẫn trong một vài năm, rồi trao cho Don Pavia điều khiển nó rất lâu năm. Thế là trong những năm dài của thời cha Pavia, nguyện xá được trợ giúp bởi một sư huynh huyền thoại Giovanni Gabellon. Đó là một con người có tính hướng ngoại đôi chút, là một bằng chứng sống động của quyền giáo dục phi thường của Don Bosco. Con người vốn biết biến các đức tính tự nhiên dù là của những con người nghèo khổ nhất, thành các sức mạnh có giá trị to lớn. Trong suốt 50 năm, Gabellon là linh hồn của nguyện xá Chúa Nhật. Trong cuốn sổ tay của thầy, thầy đã giữ 6.000 tên của các bạn trẻ được chuẩn bị rước lễ lần đầu. Kể từ năm 1884, cậu trở thành nhạc trưởng của ban kèn đồng mà thầy đã dẫn dắt một cách oai vệ cho tới năm 1928, năm thầy qua đời. Don Bosco đã chiếm lãnh tình cảm của thầy bởi một cử chỉ tín nhiệm lớn lao. Ngài đã đặt vào tay thầy 30.000 lire, một con số kếch xù để đem đi trả một món nợ. Gabello khi đó mới có 28 tuổi và là một con người nghèo khổ. Cử chỉ này chạm tới tim thầy một cách sâu xa đến độ kể từ đó thầy luôn sẵn sàng dù là ném mình vào trong lửa vì Don Bosco. Michel Unia, một nông dân. Ngày 19 tháng 3 năm 1871, một thanh niên nông dân 27 tuổi đến nguyện xá. Tên cậu ta là Michel Unia. Cậu ta nói với Don Bosco rằng cậu muốn học để trở thành linh mục, nhưng không phải là siêu điềng. Con muốn trở lại Rocacafort thuộc Mondoi, xứ sở của con. Nhưng nếu Chúa muốn cho con một sứ mệnh to tát hơn thì sao? Nếu Chúa cho con hiểu ra được rằng đó là thánh ý của Ngài. Nếu Thiên Chúa tỏ lộ cho cha điều chỉ mình con biết về con mà thôi. Và nếu cha nói điều đó cho con ở đây. Thì liệu đó có phải là một dấu chỉ đủ cho con thấy rằng Ngài muốn con là một linh mục siêu điêng chăng? Michel Unina không biết liệu mình có thể lấy những điều cha nói đó là nghiêm chỉnh chăng hay chỉ như là một trò chơi vui thôi. Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi nói. Được, xin cha nói cho con hay rằng cha thấy trong lương tâm của con. Don Bosco đã nói cho cậu tất cả. Ngài nêu một danh sách các hành động tốt và các tội của cậu. Cho tới những chi tiết nhỏ nhất, Unia tưởng như là mình đang mơ. Và cha còn biết con hơn là con có thể tưởng tượng ra được. Khi đó con lên 13 tuổi, con ở trong ca đoàn nhà thờ của con và vào dịp hát kinh chiều.
một trong các bạn của con. Ngồi kế bên con. Ngủ. Với cái đầu ngẩng lên và miệng mở to ra. Con có những trái mận trong túi. Con đã chọn trái to nhất và đã đút vào miệng đang mở to của thằng bé khốn khổ ấy. Cảm thấy nó bị nghẹt thở. Nó đứng dậy và chạy khắp nơi như một đứa điên. Nó phải ngưng buổi hát kinh chiều. Con cười bò lê bò càng. Nhưng cha xứ đã bạt tai con cả nửa tá. Michel Unia đã ở lại với Don Bosco. Đó là vị đầu tiên đến với những người cùi ở Colombia, trong một vùng đất xa tít gọi là vùng nước của Thiên Chúa. Ngài đã sống ở đó giữa 730 người bị chứng bệnh ghê gớm đó. Với một công việc thật cực nhọc, cuối cùng Ngài đã bị kiệt sức hoàn toàn và qua đời. Ngài đã trả lại một khuôn mặt mang phẩm giá thực sự của những con người và của con cái Thiên Chúa cho họ. Chương 45. Đi xa hơn. Trong những năm 1871 đến năm 1872, Don Bosco có một giấc mơ đầy kịch tính. Có vẻ Ngài đã kể lại với Đức Pio IX, rồi với một số các siêu điềng. Trong số họ có cha Barbaris và cha Lim Ó Oai đã kỹ lưỡng ghi các điểm lại. Cha thấy mình đang ở trong miền đất man rợ và hoàn toàn chưa được biết tới. Đấy là một đồng bằng mênh mông chưa được canh tác và không có các ngọn núi hay ngọn đồi nhô lên. Tuy nhiên ở đằng chân trời xa tắp, người ta thấy được nhô lên những dãy núi gồ ghề, lởm chởm. Cha thấy có những người đi ngang qua cánh đồng bằng này. Họ gần như để trần, thân hình to lớn ngoại thường và vẻ hung dữ. Tóc họ dài và thô, màu đồng thậm và đen. Họ chỉ mặc áo da súc thùng thình tỏa xuống từ bờ vai. Họ mang khí giới là lao và cung nỏ. Những bộ lạc này ở rải rác và xuất hiện trong những cảnh khác nhau. Một số người chạy và săn các con vật hoang dã. Những người khác thì đi qua lại, dùng lao giơ cao những miếng thịt máu me. Có những người giao tranh chống lại nhau. Những người khác thì chống lại các người lính mặc theo lối Âu Châu và mảnh đất đó phủ đầy xác chết. Trước cảnh tượng đó cha dùng mình khiếp sợ. Và nay tại chân trời xuất hiện rất nhiều người theo lối ăn vận và cách hành động của họ. Cha hiểu được rằng đó là những vị truyền giáo thuộc các dòng khác nhau. Họ tiến bước tới đó để giao giảng cho các người man rợ này đạo thánh của Chúa Giêsu Kitô. Cha quan sát kỹ họ, nhưng cha không nhận ra ai cả. Họ tiến vào giữa những người man rợ. Những người man rợ này vừa khi thấy họ, thì tiến đánh và giết họ. Trên các cây gậy dài của họ, họ buộc những chiến tích rùng rợn. Những con người tình nguyện mới sẵn sàng liều mạng. Sau khi đã thấy những cảnh kinh khủng trên, cha tự nhủ làm thế nào để có thể cải hồi những con người hung dữ này. Trong khi đó, cha thấy từ xa một nhóm các nhà truyền giáo khác có đám thanh thiếu niên đi trước, gặp gỡ những người man rợ này với những vẻ mặt vui tươi. Cha run lên trong khi suy nghĩ chúng sẽ giết họ mất. Cha lại gần họ, thấy họ chính là các thầy tư giáo và các linh mục. Cha chăm chú nhìn họ và nhận ra họ là những người siêu điên của chúng ta. Những người đầu tiên cha biết rõ, còn những người khác đi theo họ. Tuy cha không thể đích thân mình biết đến họ, nhưng cha có cảm tưởng đó là những nhà truyền giáo siêu điên. Cảm tưởng đó là những nhà truyền giáo siêu điên như là tất cả các người truyền giáo của chúng ta. Sao lại vậy? Cha tự hỏi trong lòng. Cha không muốn để họ cứ tiến lên và cha muốn ngăn cản họ.
cha chờ đợi từ lúc này sang bất cứ lúc nào đó. Họ cũng sẽ chịu cùng một số mệnh như những nhà truyền giáo tiên khởi. Nhưng trái lại, cha thấy họ tới làm cho các bộ tộc man dợ này vui hẳn lên. Họ đã hạ các vũ khí của đám dân này xuống, khiến cho chúng mất hết vẻ man dợ và tiếp nhận những người của chúng ta với những dấu thân thiện, lễ phép. Ngạc nhiên quá, cha mới tự nhủ, nào chúng ta xem chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Cha thấy các nhà truyền giáo của chúng ta tiến vào giữa đám dân man dợ, dạy dỗ chúng và chúng vui lòng lắng nghe họ. Họ dạy dỗ và chúng chú ý học hỏi. Họ khích lệ chúng và chúng tiếp nhận và đem ra thực hành các lời khuyên nhủ của họ. Cha tiếp tục quan sát, các nhà truyền giáo đọc kinh Mân Côi và các người mạn dợ đáp lại bằng lời kinh của họ. Sau này một khoảng cách thời gian ngắn, các siêu điên còn đi sống ở giữa đám dân này và chúng bao bọc lấy họ. Các nhà truyền giáo quỳ gối xuống, các người man dợ cũng quỳ gối xuống sau khi đã hạ các khí giới. Và này đây, một người siêu điên cất cao giọng, hãy ca ngợi Đức Mẹ Maria. Hỡi các tiếng nói của các tín hữu. Đám đông đều đồng thanh tiếp tục bài ca này cách thật mạnh mẽ đến nỗi cha khiếp sợ và thức giấc. Giấc mơ này tác động mạnh mẽ trong đời Don Bosco. Chính ngài quả quyết, sau giấc mơ này, cha cảm thấy phát sinh trong lòng cha một niềm ước ao xưa là làm việc trong cánh đồng tông đồ truyền giáo. Don Bosco bắt đầu nghĩ đến các sứ truyền giáo khi ngài còn là một học sinh trẻ tại Chiari. Cha Lim Ó Oai kể rằng, khi ấy, tại Piemonte, công cuộc truyền giáo đã mang lấy một tầm mức khổng lồ. Những sách vở miêu tả những sự khó nhọc và những cuộc tử đạo của các nhà truyền giáo đã được hăm hở đọc. Và do Don Bosco cảm thấy một ước muốn hăng nồng hiến mình cho các sứ truyền giáo xa lạ. Công đồng Vaticano I từ năm 1869 đến năm 1870 đã đóng góp một cách nghiêm chỉnh cho việc phát triển các sứ truyền giáo. Lợi dụng các chuyến hành trình tới nước Ý, nơi hàng giáo sĩ rất đông đảo so với các hàng giáo sĩ tại các xứ sở truyền giáo của mình, các đức giám mục của hai châu Mỹ và châu Á đã tìm cách ghi danh những linh mục và những sơ muốn gia nhập các lãnh địa của các ngài. Nhiều đơn cầu xin các hội viên cũng đã được gửi đến Van Dalco. Đức cha Barbaro xin Don Bosco gửi các sơ tới Hyderabad tại Ấn Độ. Đức cha Alemanay, giám mục San Francisco tại California, cũng xin ngài mở tại đó một trường dạy nghề. Don Bosco trả lời bằng các quà dâng, nhưng chưa nghĩ cách cụ thể đến các sứ truyền giáo. Một năm sau đó, Don Bosco một giấc mơ về cánh đồng bằng với những con người có những bộ mặt hung dữ vừa kể ở trời có những bộ mặt hung dữ vừa kể ở trên. Và Don Bosco cảm thấy ước ao xưa lại nổi dậy. Kể từ lúc đó, ngài đi tìm miền truyền giáo mà Chúa quan phòng ủy thác cho các người siêu điên đấy là nơi nào. Những đơn yêu cầu thiết lập công cuộc bên kia biển tiếp tục được gửi đến và ngài xem xét chúng với một sự chú tâm khác hẳn trước. Đi tìm một chi tiết, hai con sông và một vùng sa mạc. Don Bosco kể lại rằng, những người da đen trong giấc mơ. Trước đó tôi đã tin rằng đó là những người Phi Châu và Ethiopia. Nhưng sau khi đã hỏi những người biết đến vùng này, và đã đọc những sách địa dư, tôi bỏ ra một bên những vùng này. Thế rồi tôi dừng lại ở Hồng Kông, một hòn đảo của Trung Hoa. Tôi còn tìm hiểu về nước Úc. Từ Đức cha Queen, tôi nhận được những lời cắt nghĩa về tình trạng của các dân bản địa này, nhưng các miêu tả của ngài không tương ứng với điều tôi đã thấy.
Thế rồi tôi hướng chí tôi tới miền Mangalore và Malabar. Cuối cùng vào năm 1874, vị lãnh sự Argentina tại Savon, Gazzolo, nói một tiếng về các người siêu điêng cho Đức Tổng Giám mục của Buenos Aires. Ngài nói lên ý nguyện của Ngài là các người siêu điêng sẽ đến Argentina. Khi ấy tôi đi tìm các sách địa lý về vùng Nam Mỹ Châu và tôi đọc chăm chú. Điều đáng kinh ngạc là theo như các sách và các bức tem thư minh họa về vùng này, tôi nhận ra thật sự các người man dợ này ở ngay trong vùng đất Nam Argentina. Có một chi tiết mà Don Bosco cứ mãi tìm cho được trong các bản đồ để khám phá ra nơi được chỉ định bởi Thiên Chúa. Don Amadei, một trong các hạnh sử gia chăm chú nhất về Don Bosco, gợi lại rằng trong lĩnh vực tông đồ của giấc mơ, Ngài đã ghi nhận hai con sông ở cửa một sa mạc rất rộng mà Ngài không thể tìm ra được trên các tấm bản đồ mà Ngài đã xem rất kỹ. Đó chính là con sông Rio Colorado và con sông Rio Negro tại Patagonia. Ngài chỉ biết được về điều này trong dịp Ngài nói chuyện lần đầu tiên với vị sĩ quan chỉ huy Gazzolo, lãnh sự viên của Argentina tại vùng Savon. Tôi, Don Amadei, nhớ lại chính mình đã thấy một trong những tấm bản đồ cũ mà Don Bosco đã nghiên cứu, trong đó ta đọc thấy ở dưới Nam Mỹ có những tiếng vùng đất Patagonia, nơi các dân ở đó là những người khổng lồ. Suy nghĩ về những biến cố này, Piero Stella bình luận, rõ ràng là ý hướng của Don Bosco là tìm kiếm một con đường cho việc bành trướng công cuộc của Ngài ở ngoài đất Âu Châu. Ngài đã nghĩ đến và mơ tới những nơi truyền giáo theo nghĩa sát từ ngữ nhất, trong những vùng đất của những người chưa có đức tin, và theo nghĩa mơ hồ nhất của thời đại đó, tức là nơi những dân tộc hung dữ và man dợ. Tại Argentina, có các người man dợ, còn tốt hơn nữa là có những người man dợ ở trong đầu óc Ngài. Những người man dợ là tiếng ma thuật gợi nên mối quan tâm, thích thú và sự tò mò hơn cả. Có cả một bầu khí của huyền thoại bao bọc lấy những dân man dợ của vào thế kỷ 19. Theo như trí tưởng tượng của những người diễn tả về họa hình các sách du hành, như là những người khổng lồ mà những người châu Âu, với những cái mũ ba múi của họ, chỉ đứng cao tới thắt lưng của những người dân bản địa vừa mới sinh ra đấy. Họ là những người man dợ mà vào năm 1864 còn được miêu tả trong từ điển Những Sự Hiểu Biết Ích Lợi, xuất bản tại Torino. Với những vai rộng, đầu to tướng, tóc đen và kết bện lại, ít râu, dung mạo lạnh lùng và thân mình cao 2 mét. Họ là những người có lẽ là cao lớn nhất trên trái đất. Sự hung dữ của họ là hình ảnh của vùng lãnh thổ chưa được khai hóa, không có cây cối, không có người ở. Tại đó gió mạnh tàn phá. Và cũng tại đó họ cưỡi những con ngựa chạy ngang dọc cực nhanh, mang những vũ khí như dây dợ, trái ném, và giáo mà họ sử dụng rất khéo léo. Một thư luân lưu để tìm những người tình nguyện. Một lời xin cụ thể đến từ Đức Tổng Giám mục Buenos Aires vào cuối năm 1874. Don Bosco nói, những lá thư này cha đã đọc ở công nghị của tu hội vào buổi chiều 2212. Đức Tổng Giám mục đề nghị hai nơi, một là đảm nhiệm tại Buenos Aires một giáo xứ có các di dân Ý cư ngụ, được dâng kính cho mẹ từ ái. Hai là điều hành tại San Nicola một trường trung học các trẻ nam mới hoàn thành cách đây ít lâu. San Nicola là một trung tâm rất quan trọng của Tổng giáo phận Buenos Aires. Don Bosco trả lời bằng tiếng Argentino bằng việc trình bày ba điểm về chương trình của Ngài. 1.
Ngài sẽ sai một vài linh mục sang Buenos Aires để xây dựng tại đó một điểm xuất phát cho các siêu điêng vào Mỹ Châu. Họ sẽ chăm sóc cách riêng cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi, cho việc dạy giáo lý, cho các trường học, việc giao giảng, các nguyện xá Chúa Nhật. 2. Thời gian thứ hai, các siêu điêng cũng sẽ đảm nhận công cuộc giáo xứ San Nicola. 3. Từ hai địa bàn đầu tiên này, các siêu điêng sẽ có thể được mời tới những chỗ khác. Trong điểm thứ ba, Don Bosco bao hàm hay dưới một hình thức nào đó giấu ẩn cái dự tính của ngài là dấn thân càng sớm càng tốt vào với những sắc dân man dợ. Bằng cách này, ngài đã xác định bằng các hạn từ cụ thể và thực hiện một phương pháp riêng để tin mừng hóa trong địa hạt truyền giáo. Các tu sĩ của Don Bosco không dấn thân ngay lập tức vào môi trường của các bộ lạc xa xăm, nhưng họ sẽ tạo nên những nền tảng tại những vùng đất an ổn trước đã. Khi làm việc cho những di dân Ý rất đông đảo tại Argentina và thật sự họ đang thiếu thốn sự trợ giúp tôn giáo và luân lý. Từ các địa bàn đó, họ sẽ ra đi để đảm nhận những thí nghiệm tông đồ khác ở tuyến đầu. John Seria kể rằng khi ấy vị thánh đã không lộ ra bất cứ một điều gì cả trong nhà và ngài chuẩn bị một màn kịch đáng ủ. John Seria kể rằng khi ấy vị thánh đã không lộ ra bất cứ một điều gì cả trong nhà và ngài chuẩn bị một màn kịch đáng ngạc nhiên nhất. Buổi chiều 29 tháng 1, nhằm vào lễ thánh Francisco Sales, ngài cho tập họp các học sinh tập nghề, các học sinh văn hóa, cùng các hội viên tại phòng hội nơi các bạn học. Tại đó đã được dựng lên một sân khấu. Don Bosco bước lên đó cùng với ông lãnh sự Argentina trong bộ đồng phục rất đẹp của ông, cùng với các thành viên của thưởng công nghị và các giám đốc siêu điêng. Với một cộng đồng hết sức chăm chú, Don Bosco công bố là với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, các người siêu điêng đầu tiên sẽ sớm lên đường tới các nơi truyền giáo vùng Nam Mỹ. Những lời của ngài không khơi lên một nỗi sợ hãi vì những mối hiểm nguy sẽ gặp phải tại đó. Hay vì hành động này quả có quá táo bạo chăng? Nhưng một sự hồ hởi không thể tả được giữa các bạn trẻ cũng như các người siêu điêng. Một nắm men mới đã bắt đầu rắc lên giữa đám học trò và các siêu điêng. Các ơn gọi tới chức linh mục đang nhân rộng và các đơn xin gia nhập tu hội tăng lên cách thấy được. Nhiệt tình truyền giáo tỏa rộng khắp thế giới. Cha Eugenia Seria đã viết những lời trên trong lịch sử biên niên của tu hội đã bình luận như sau: nếu chúng ta nhận định về ấn tượng đã có được, thì phải báo cáo lại rằng vào thời kỳ đó khi tu hội còn có vẻ một gia đình kết chặt lại quanh thủ lãnh của mình, sự bùng phát được thình lình ban cho trí tưởng tượng trong ngày hôm đó bỗng khiến cho nó vượt ra khỏi những chân trời có giới hạn để rồi nó lập tức làm cho lớn rộng lên cái ý tưởng tốt đẹp mà người ta đã có về Don Bosco và về công cuộc của ngài. Một lịch sử thứ hai đã bắt đầu cách thực sự cho nguyện xá và tu hội siêu điêng. Ngày 5 tháng 2, Don Bosco loan báo cuộc xuất phát truyền giáo thứ nhất cho tất cả các siêu điêng cư trú tại Vandalco. Lá thư luân lưu của ngài kêu gọi những người tình nguyện làm đơn xin truyền giáo. Ngày xuất phát truyền giáo được ấn định trên nguyên tắc vào tháng 10. Sự hồ hởi gia tăng khắp nơi. Hầu như tất cả mọi người đều xung phong đi truyền giáo. Những tiếng như một lịch sử mới đã bắt đầu hình như không phải là quá đáng. Người dẫn đầu đoàn truyền giáo là đứa trẻ có hai người da đỏ khổng lồ đu lên. Chính Don Bosco đứng ra tổ chức 11 cuộc xuất phát truyền giáo trong suốt dòng cuộc sống ngài. Nhưng không có cuộc xuất phát truyền giáo nào vượt qua được lòng nhiệt thành và cơn sốt bỏng của cuộc xuất phát truyền giáo thứ nhất.
nó đã được chuẩn bị cho tới tận chi tiết nhỏ nhặt. Để cho các con của ngài được tiếp nhận như là những người bạn giữa đám bạn hữu, Don Bosco đã liên lạc với các nhân vật tại Buenos Aires. Để cho họ có được tất cả những gì cần thiết, ngài đã quay về với các cộng tác viên và chính ngài cũng phải ngạc nhiên về sự quảng đại của họ. Các nhà truyền giáo lên đường sẽ phải diễn tả cái tốt đẹp nhất của tu hội non trẻ và nhỏ bé. Trong số những người đã đáp lại lời kêu gọi của ngài, một đám rất đông đảo, Don Bosco chọn ra 6 linh mục và 4 Don Bosco chọn ra 6 linh mục và 4 sư huynh. Có một số người đã kết thúc tồi tệ, Don Bosco không phải lúc nào cũng xét đúng người đúng chỗ. Cũng chẳng phải lúc nào ngài cũng nắm bắt được ánh sáng soi sáng từ trời cao. Joan Caglirio sẽ là thủ lĩnh của cuộc xuất phát truyền giáo này. Đó là đứa trẻ mà Don Bosco đã thấy hai người da đỏ khổng lồ có nước da màu đồng đu lên. Với cái tuổi 37, Don Caglirio là một linh mục cường tráng, vui vẻ, thông minh và có một hoạt động sôi nổi. Cha chuẩn bị mình để trở nên con người của hoàn cảnh mới tại Nam Mỹ. Khó có thể tượng ra cảnh nguyện xá không có Caglirio. Cha có văn bằng thần học, giáo sư của các thầy tư giáo trẻ, một bậc thầy khôn bì và một nhà soạn nhạc. Cha chịu trách nhiệm về các hoạt động khá tế nhị, dẫn dắt đời thiêng liêng cho nhiều tu hội trong thành phố. Sự ra đi truyền giáo của cha sẽ tạo nên một sự vắng mặt rất nặng nề. Don Bosco đã ghi danh cha vào nhóm xuất phát truyền giáo qua một phương cách kỳ lạ. Don Seria kể lại rằng, sau khi giữ thái độ tư lự và im lặng, một ngày kia Don Bosco nói với Caglirio đang đứng bên cha. Cha muốn sai một trong những linh mục ở với cha lâu nhất để cùng đồng hành với các người đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Người ấy sẽ ở lại với họ trong vòng 3 tháng, cho tới khi họ đã ở lại đó một cách tốt đẹp. Bỏ mặc họ ngay lập tức không có một sự nâng đỡ nào hay một người cố vấn nào có được sự tín cẩn của họ, đối với cha xem ra là một điều khá đau lòng. Caglirio trả lời, nếu Don Bosco không tìm ra được một người nào khác và muốn chọn con vào nhiệm vụ đó, con sẵn sàng. Tốt lắm, Don Bosco kết luận. Nhiều tháng trời qua đi mà không thấy Don Bosco có lúc nào khơi lại chuyện này trong khi nói chuyện. Nhưng khi ngày xuất hành đến gần, thì thình lình một hôm Don Bosco nói với ngài một cách đột ngột. Về vấn đề lên đường đi Mỹ Châu, con có luôn luôn ở trong cùng một tâm tưởng không? Hay là con chỉ nói thế để giễu cợt thôi? Cha biết rõ con không bao giờ giễu cợt với Don Bosco cả. Tốt! Vậy trong trường hợp này, con hãy chuẩn bị. Thời gian đã đến rồi. Don Caglirio chạy đi để bắt đầu việc chuẩn bị. Trong vài ngày, bằng cách làm việc cật lực để sắp đặt đâu vào đó. Và cứ như vậy, với sự đơn sơ quen thuộc và dễ chịu, vị truyền giáo thứ nhất và cũng là nhà truyền giáo vĩ đại nhất siêu điêng bắt đầu sứ mệnh của mình. Nhưng 3 năm nhằm chuẩn bị cho nhà tân truyền giáo làm quen với môi trường mới đã được kéo dài thành 30 năm đối với John Caglirio. Một linh mục khác có giá trị xuất phát đi truyền giáo là Don Fagnano, có tâm hồn của một nhà tiên phong, là cựu chiến binh. 4 linh mục còn lại là những vị Cassinis, Tomatis, Bacassino và Anlavena. 4 sư huynh trong phái đoàn này là Scavini, thầy dạy nghề mộc, Gioia đầu bếp và thầy dạy đóng giày,
Molinari thầy dạy âm nhạc và Belmonte quản lý. 20 lời kỷ niệm viết bằng bút chì. Mùa hè được dành cho những người lên đường để học tiếng Tây Ban Nha. Sang tháng 10, Don Caglirio dẫn họ tới Roma để lãnh nhận phép lành của Đức Thánh Cha. Đức Pio IX vừa vào phòng đã nói: "Ôi cha già mất rồi, đâu là các nhà truyền giáo trẻ của cha? Vậy ra các con là các con của Don Bosco và các con đi giao giảng tin mừng cho Argentina. Các con sẽ có một khung cảnh rộng rãi tại đó để làm việc thiện. Các con hãy nêu gương nhân đức ở giữa các dân tộc này. Cha mong ước là các con sẽ trở thành đông đảo hơn bởi vì công việc thì bất tận và mùa gặt thì dồi dào giữa các bộ lạc man dợ đó." Rồi họ trở lại Torino. Eugenia Seria kể lại rằng một cuộc xuất phát truyền giáo ở cuối châu Mỹ vào năm 1875 có một cái gì đó anh hùng lắm trước con mắt của những người sống trong góc nhỏ mất hút của thành phố Torino gọi là Vandocco. Người ta nhìn các người lên đường như những nhà quán quân quảng đại đã tung mình cách kiên quyết vào cuộc gặp gỡ với mầu nhiệm. Trong khi xem thấy họ đi lại trong bộ áo kỳ lạ, ai cũng muốn tìm gặp họ để trao đổi với họ vài điều. Ngày 11 tháng 11 năm 1875, tại đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ, Don Bosco nói lời chào biệt cùng họ. Và lúc 16 giờ, nhà thờ đầy áp người. Vào cuối kinh chiều, Don Bosco lên tòa giảng và vạch ra cho các người lên đường một chương trình cho hoạt động của họ. Trước hết họ sẽ chăm sóc cho các di dân Ý tại Argentina. Cha căn dặn các con cách mạnh mẽ đặc biệt về hoàn cảnh đau thương của nhiều gia đình Ý. Các con sẽ gặp rất đông các trẻ em và cả các người lớn sống trong sự ngu dốt đáng buồn không biết đọc, biết viết và bất cứ nguyên tắc tôn giáo nào. Các con hãy đi tìm kiếm các anh chị em của chúng con mà sự nghèo khổ và bất hạnh đã dẫn họ tới vùng đất xa lạ này. Tiếp đến họ sẽ bắt đầu truyền giáo tại Patagonia. Chúng ta bắt đầu một công cuộc lớn, không phải vì chúng ta tin mình hoán cải cả thế giới trong vòng vài ngày. Không. Nhưng ai sẽ biết được cuộc xuất phát truyền giáo này sẽ ra sao và xem từ một cây nhỏ bé, nó sẽ trở thành một cây lớn thế nào? Ai biết được rằng nó sẽ giống như cây hạt cải hay hạt kê, nhưng sẽ mọc lên và sản sinh thiện ích to lớn. Cuối cùng, với tình huynh đệ, Don Bosco ôm hôn các người lên đường. Mối cảm xúc thật lớn khi các người đi truyền giáo đi dọc theo nhà thờ, bước qua các lớp học sinh và bạn hữu. Tất cả muốn bao bọc lấy họ. Don Bosco là người cuối cùng bước tới cửa cuối nhà thờ. Quang cảnh thật là vĩ đại, sân nhà thờ chứa đầy dân chúng. Những hàng dài các xe cộ chờ đợi các nhà truyền giáo. Ánh sáng đèn lồng soi sáng vào ban đêm. John Lim ó oai ở bên Don Bosco, nói với ngài: "Don Bosco ơi, đây là khúc khởi đầu của câu từ đây sẽ tỏa ra vinh quang của mẹ." "Đúng đấy," Don Bosco trả lời với sự xúc động sâu xa. "Đây là thời điểm mà người ta có thể đánh mất đi ý thức về thực tại." Nhưng Don Bosco đứng chắc đôi chân trên mặt đất. Vài tháng trước đó ngài đã tuyên bố, nguyện xá Vandocco của chúng ta là gì so với thế giới? Một hạt nguyên tử. Nhưng tuy nhiên chúng ta có biết bao việc phải làm khởi sự từ góc xa xôi này. Này đây chúng ta nghĩ đến việc sai những người tại nơi đây hay nơi kia. Ôi! Chúa tốt lành biết bao!
Mỗi người lên đường đều nhận được một tờ giấy với 20 lời ghi niệm đặc biệt do chính Don Bosco viết. Ngài đã biên ra những lời này trên một cuốn sổ tay nhỏ của Ngài trong một cuộc hành trình trong toa xe lửa. Rồi Ngài đã cho các người đi truyền giáo chép ra nhiều bản. Đó là những điều cốt yếu nói lên ý niệm của Ngài về việc truyền giáo siêu điêng. Chúng ta chỉ nêu ra ở đây 5 điều có ý nghĩa nhất. 1. Hãy tìm kiếm các linh hồn. Chúng không phải tiền bạc, hay những vinh dự hay các phẩm trật. 2. Hãy chăm sóc những người ốm đau một cách đặc biệt. 3. Hãy làm cho thế giới thấy chúng ta là những người nghèo trong áo mặc, ăn uống, nhà cửa, và các con sẽ nên giàu có trước mặt Thiên Chúa và trở thành những người làm chủ trái tim con người. 4. Giữa các con, hãy yêu thương nhau, khuyên bảo nhau, sửa lỗi cho nhau, đừng có ghen tị, giận hờn. Trái lại, chớ gì cái tốt của một người là cái tốt của tất cả mọi người. Những nỗi đau khổ của một người phải được coi là những nỗi đau khổ của tất cả mọi người, là làm thuyên giảm chúng. 5. Trong những lao nhọc và thử thách, chúng ta đừng quên rằng chúng ta có một phần thưởng lớn trên trời. Amen. Cùng ngày 11 tháng 11 đó, Don Bosco đồng hành cùng các nhà truyền giáo tới Genova, nơi họ xuống tàu hơi nước Savoia của Pháp vào ngày 14. Một nhân chứng nhớ lại rằng Don Bosco mặt đỏ rực do nỗ lực Ngài cố kìm hãm sự cảm động của mình. Tương lai hiện lên ở đằng chân trời chẳng có chút gì là sự nghỉ ngơi. Nhưng Don Cagliario mang theo mình một tờ giấy nhỏ, trên đó Don Bosco đã viết cho Ngài là: các con hãy làm điều các con có thể. Thiên Chúa sẽ làm cái mà chúng ta không thể làm được. Các con hãy tín nhiệm vào Chúa Giêsu Thánh Thể và vào Mẹ Maria phù hộ, và các con sẽ thấy phép lạ sẽ ra sao.